Tối ngày 6 tháng 8, Bộ Y tế cho biết có 4.315 ca mắc COVID-19, nâng tổng số mắc trong ngày lên 8.324 ca, riêng Hà Nội là 116 ca. Có 4.292 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày. Cụ thể, tính từ 6 giờ đến 18 giờ 30 phút ngày 6 tháng 8, ghi nhận 4.315 ca nhiễm mới, trong đó 4 ca nhập cảnh và 4.311 ca ghi nhận trong nước. Tại thành phố Hồ Chí Minh, 1.497, Bình Dương 847, Long An 573, Đồng Nai 347, Khánh Hòa 269, Hà Nội 115, Tây Ninh 102, Cần Thơ 94, Đồng Tháp 88, Bình Thuận 66, Đà Nẵng 61, Bến Tre 52, Trà Vinh 28, Ninh Thuận 25, Nghệ An 21, Đắk Lắk 17, Phú Yên 16, Hậu Giang 12, Quảng Nam 11, Gia Lai 10, Lào Cai 9, Thái Bình 8, Hà Tĩnh 8, Ninh Bình 8, Thanh Hóa 5, Bình Phước 5, Quảng Ngãi 5, Hải Dương 4, Quảng Bình 3, Vĩnh Phúc 2, Thừa Thiên Huế 2, Hà Giang 1, trong đó có 663 ca trong cộng đồng. Như vậy, tính đến chiều ngày 6 tháng 8, Việt Nam có 193.381 ca nhiễm, trong đó có 2.338 ca nhập cảnh và 191.043 ca mắc trong nước. Số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước tính của đợt dịch kể từ ngày 27 tháng 4 đến nay là 189.473 ca, trong đó có 59.558 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh. Có 2 trên 62 tỉnh, thành phố đã qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp mắc mới, và 11 tỉnh, thành phố không có lây nhiễm thứ phát trên địa bàn. Trong ngày 6 tháng 8 có 4.292 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh. Tổng số ca được điều trị khỏi là 62.332 ca.